Xin chào anh em nha. Sau đây em vẫn là test cặp phông Calip. Cái dòng này thì quá nổi tiếng rồi, thương hiệu nó đến từ Mỹ, anh em thì quá nổi tiếng với cái dòng Calip màng nhôm này rồi. Sau đây em sẽ test thử một đoạn chất âm, anh em nghe thử cái bộ gõ của nó.